quý vị, tận dụng nguồn nguyên liệu từ hoạt động khai thác hải sản của người dân và nguồn muối có sẵn tại địa phương, chị Nguyễn Thị Chiến, ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền, đã xây dựng thành công thương hiệu nước mắm Long Hải. Thành công này không chỉ giúp chị có cuộc sống khá hơn mà còn giúp ngư dân và diêm dân tiêu thụ được sản phẩm thu hoạch, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động vùng biển. Năm 2005, chị Nguyễn Thị Chiến rời quê hương Hà Tĩnh vào Bà Rịa Vũng Tàu và chọn xã Phước Hưng, huyện Long Điền để lập nghiệp. Nhận thấy Long Điền là nơi có nguồn thủy hải sản dồi dào và muối phù hợp để làm nước mắm, nên chị Chiến đã tìm hiểu rồi đi đến đầu tư cơ sở sản xuất nước mắm có thương hiệu nước mắm Long Hải. Nước mắm của chị Chiến được ủ từ cá cơm với muối theo phương pháp truyền thống với tỷ lệ 7 cá 3 muối, thời gian ủ kéo dài ít nhất 1 năm. Nước mắm truyền thống Long Hải bên công ty chúng tôi thì nó có tính chất đặc trưng là nó được sản xuất hoàn toàn từ quy trình truyền thống và hoàn toàn nguyên chất. Nó chỉ có cá với muối. Trong quá trình mình ủ chườm thì lên men tự nhiên và đủ thời gian thì chín và cho ra nước mắm đậm vị, thơm. Thời gian đầu mới khởi nghiệp, mỗi năm chị Chiến chỉ sản xuất ra khoảng 10.000 lít nước mắm để cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn tại huyện Long Điền. Nhờ chất lượng nước mắm thơm ngon nên cơ sở của chị ngày càng được nhiều nơi biết đến đặt mua. Hiện nay, mỗi năm chị Chiến cho ra thị trường khoảng 100.000 lít nước mắm, tiêu thụ ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, chị Chiến thu về lợi nhuận trên 700 triệu đồng. Cơ sở nước mắm của chị Chiến còn giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động tại địa phương với mức lương 10 triệu đồng một người một tháng. Tôi làm ở đây thì chắc cũng gần được 2 năm rồi. Công việc thì nói chung là cũng không có gì là vất vả lắm, mình chỉ là đi kiểm tra mắm với lại là khi mà mình coi mắm thôi. Rồi cái thứ hai nữa thì lương thì nó cũng ổn định, với lại chị cũng tạo điều kiện cho tôi để mà cái công việc ở đây này, với lại đưa đón con đi học á, với lại là cũng nhiệt tình rồi chỉ dẫn mọi thứ để cho tôi biết nhiều hơn á. Để nâng tầm giá trị nước mắm truyền thống, đem sản phẩm nước mắm truyền thống của mình đến bữa ăn của từng gia đình, chị Chiến đã kết hợp với các công ty du lịch lữ hành, đưa khách đến tham quan trải nghiệm và dùng thử nước mắm Long Hải ngay tại cơ sở sản xuất. Nước mắm ở đây tôi cũng xài rồi, ăn hàng năm thì cứ hết là vào đây mua, nấu ăn thì kho miếng thịt, miếng cá thì nó đậm đà mà cảm thấy nó ngon. Hội cũng hỗ trợ cho chị Chiến tiếp cận cái nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để chị dây chị đầu tư cơ sở lập nước mắm nghề truyền thống. Thì ngoài ra thì hội cũng là tạo điều kiện để cho chị Chiến giới thiệu trưng bày sản phẩm tại các cái buổi hội nghị của hội. Sản phẩm nước mắm Long Hải của chị Nguyễn Thị Chiến đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 22000 phiên bản 2018. Hiện chị Chiến đang làm hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2024.